Mẹ ơi buồn cười lắm, dạo này ở trường học võ lắc lư thế này nè. Lại là gia đình nhà Xu với hai cô con gái sát tuổi nhau đây. Có ai đời lớn to đầu lên đai vàng rồi đó mà lúc nào cũng bắt mẹ thắt đai không? Ủa rồi cái gì mà hai bà đi học võ mà lắc lư dữ vậy nè? Trời ơi dạo này trên lớp con đang tập võ kiểu đó đó mẹ. Tự nhiên nghe hai chị em nói xong cái mẹ muốn đi dự giờ lớp học của Xu ghê. Thôi thì chị Nam nói là làm, con chờ vậy nữa xem chị Xu nhà ta học cái gì mà về nhà lắc muốn sợ luôn à. À mà mẹ nhớ không lầm là thầy có dặn hai chị em nhà Xu được tham gia cuộc thi võ nhạc mà đúng không ta? Không lẽ bữa giờ Xu nhà ta đi học nhảy tưng tưng là Xu đang luyện tập bộ môn võ nhạc? Mà có học gì đi chăng nữa thì bước đầu tiên vào là bước khởi động. Ê mà nãy giờ cả nhà có thấy hai chị em nhà Xu đứng đâu không? Nãy giờ tôi toàn nhìn anh đai đen không à. Trời đất, cái tật mê trai đầu thai còn chưa hết, liệu huống chi mà kêu người ta không ngắm trai đẹp thì chịu gì cho nổi. Chắc là phải đề nghị với thầy lớp học của mình hạn chế bớt trai đẹp chứ không tôi là mẹ cha không có tập trung được. Đã đẹp trai mà còn nhảy đẹp nữa ai chịu nổi thầy ơi. Các bạn nhỏ nhà mình nhớ chưa? Bắt đầu vô nha. Chơi tới nỗi quên luôn cái giờ về. Hên là ba tới, thành ra thầy mới nhớ là ra về rồi đó.